sông Bạch Đằng ngàn năm vẫn còn còn trẻ như quân Ngô Quyền vẫn còn đang sống trống, núi non nước vẫn còn đang sừng sững như ngày Lê Hoàng đã thắng kỳ chống Tống. Nước đã giờ thì lấy chi mà rửa lời vua Duy Tân, có ai dám trả lời? Nam Nhi Văn Lan con cháu của vua Hùng mà cớ phải chịu cảnh đớn hèn cả đời. Vua Minh Mạng từ lâu đã khẳng định Hoàng Sa Trường Sa máu thịt không tách rời, Nam Quốc Sơn Hà mới đi từng chút một, trách chúng ta hay vẫn còn trách trời. Ở Yên Kinh linh hồn Lê Chiêu Thống có siêu toa khi miệng muôn đời coi khinh, tuyệt nhiên lịch sử sẽ vô cùng tàn nhẫn với những kẻ chịu nhục bằng nước.